Vâng, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu Nguyễn Thành Bảo gặp Nguyễn Anh Quân. Vâng, xin chào bạn Quang Hồ ạ, cảm ơn bạn về lời chúc. Nguyễn Thành Bảo thì quá nổi tiếng rồi đúng phải không các bạn? Chúng ta không cần phải giới thiệu gì thêm nữa. Anh là kỳ thủ có thể coi là thành tích có bề dày nhất về thành tích quốc tế của các kỳ thủ Việt Nam đây. Còn Nguyễn Anh Quân thì tại trạng cờ lại nổi tiếng hơn Nguyễn Thành Bảo. Bởi vì anh Quân chính là áng quân của trạng cờ Quý Tỵ năm 2013. Đấy là một cái giải đấu đầy kỷ niệm đối với tôi và trong vai trò bình luận viên. Còn đối với Nguyễn Phi Liêm là vai trò của một tiên nữ, người dạ. đi cờ. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang có rất nhiều số ủng hộ cho các kỳ thủ của chúng ta và cho tổ bình luận rồi. Anh ơi, em không ngờ đây. Rất nhiều số 4. Ô, số 4 nữa còn nhiều hơn là số 1, số 2. Vâng. Số 3. Dũng lại còn 5 số 4. Cảm ơn tất cả các bạn nhá. Rồi rồi, sự ủng hộ của các bạn là một cái sự động viên tinh thần đối với chúng tôi. Vâng ạ. À, Phạm Thị Hường số 1 này. Để xem số 1 nào. An Tôn Nguyễn, Phùng Minh Dũng, Hưng Đỗ, Huỳnh Bá Tiến. Em chào anh Tiến. Một người rất là thân thiện các bạn ạ. Rất là cởi mở và đón tiếp chúng tôi rất là một sự chân tình. Tất cả thì cũng giống như là khi mà đến với đây thì cũng giống như là về nhà thôi. Cũng rất là cảm giác rất là thoải mái. Chúng ta đã có hình ảnh thi đấu trực tiếp của hai kỳ thủ. Như vậy với hình cờ này, Phi Liêm có thể nhận xét gì không? Có lo lắng gì cho Nguyễn Anh Quân hay không? Tôi cảm thấy là chưa có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà cái vị trí quân cờ thì em đang thấy là anh Bảo đang có hơn. Anh Bảo là được đi tiên mà. Vâng. Nhưng mà đấy là chủ động hơn một chút. Em đang đây, hình ảnh thi đấu trực tiếp các kỳ thủ đây các bạn. Quân 4 chống tay, tay chống nạnh à? giống ba công vết nhỉ. Đúng không anh Bình? Chúng ta thấy hình ảnh rất là thú vị phải không ạ? Nguyễn Thành Bảo trong áo dài đỏ, Nguyễn Anh Quân áo dài xanh. Vâng, em xin chào anh Hà Thật Quyền. Vâng, em xin lỗi anh Bình ngắt lời chút. Vâng, em xin chào anh Hà Thật Quyền ạ. Cảm ơn anh cũng đã tới kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Xin chào anh Hà Thật Quyền nhé. Anh Quyền là giống như là anh Quyền cũng bảo là giống bao công xử án kìa. Vâng, xin giới thiệu với quý vị khán giả, anh Hà Thật Quyền cũng là một lão tướng trong làng cờ và cũng là một doanh nhân chơi cờ rất hay. Vâng, xin chào và cảm ơn bạn Tuấn Hải Dương. Vâng, như vậy là hai bên vẫn còn nguyên các 6 quân chiến và hình cờ thì bên đỏ đang có thế là soi vào tốt 9 của bên đen. Có lẽ chỉ có đây chỉ có mỗi một cái điểm yếu ở con tốt 9 này thôi. Ban nãy thì anh Nguyễn Thành Bảo là khai thác con tốt 1 của Lê Thành Lợi rất tốt và tấn công vào cái cánh phải và làm cho đội hình của Lê Thành Lợi bị quấy rối và bị tan nát. Bây giờ liệu đây có phải điểm yếu của Nguyễn Anh Quân hay không đây? Tôi hy vọng là Nguyễn Anh Quân sẽ có cách để ứng phó vì Nguyễn Anh Quân cũng là kỳ thủ của Trung Quốc rất hay. Vâng, xin chào bạn Tuấn Hải Dương, chào bạn pháo thủ thành London. Chị Liêm nay bình luận công tâm nha. Do hôm nay là cái trận này anh Bình bình luận là chính. Chị Liêm bây giờ là có trách nhiệm chính là chém gió với quý vị khán giả. Dạ vâng, cháu xin chào chú Vượng Trần ạ. Rõ ràng là em đang lo con ô tô của Quân cất đi. Quân vừa đi xe 1 bình 2 rồi, ra rồi. Giờ có thể bảo phát triển. Vâng, như vậy là mời đổi pháo. Mời đổi pháo để lỏng cái con mã 7 ra các bạn. Dạ vâng anh Quyền. Anh Quyền vừa vào thì chắc là cũng chưa biết thông tin ạ. Anh Bảo thì đã thua kỳ thủ Nguyễn Anh Hoàng. Tuy nhiên thì như anh Bình đã nói là có 5 kỳ thủ đúng không ạ? Dạ. Vâng, đã không tham gia cái khi mà được vào vòng chung kết. Chính vì vậy mà chúng ta có 5 kỳ thủ bổ sung. Thì trong đó có anh Nguyễn Thành Bảo và anh Võ Minh Nhất. Võ Minh Nhất là thua Đào Quốc Hưng ở vòng loại miền Nam. Vâng. Vào chung kết của trận cờ miền Nam. Thế nhưng sau đó thì quốc tế đại sư Đào Quốc Hưng là cũng bận việc không tham dự được thì và cuối cùng là Võ Minh Nhất là quốc tế đại sư, cũng là một quốc tế đại sư thì tham dự. Một bảng lấy 2 người đi tiếp bạn nhé, một bảng có 6 người và lấy 2 người. Chào bạn Lê Hải Đăng. Cảm ơn bạn Hoàng Nhân Hoa Sen nhé. Vâng, xin chào bạn Hoàng Nhân Hoa Sen. Cảm ơn bạn đã tới kênh và có lời chúc ạ.
Vâng, trong giải này là có cả anh Cẩm Long đó, anh Quyền. Tối qua và sáng nay thì em có gặp anh Cẩm Long. Vâng, xong nước đuổi pháo, đuổi pháo của anh Bảo thì anh Quân đã chạy pháo 4 bình 3 rồi. Và nếu như mà xe 3 bình 6 bất mã thì sao? Xe 3 bình 6 bất mã khả năng là anh Quân sẽ đi mã 4 thoái 6 đúng không anh Bình? Vâng. Mã 4 thoái 6 để chạy mã 6 tiến 8 được không? Sẽ mã 4 thoái 6 thôi. Vâng. 4 thoái 6 để dọa nhảy mã lên bắt xe. Vâng, rõ ràng với việc nếu như mà lấy pháo, quật pháo của anh Bảo thì cái con mã bị lỏng. Đúng Xe 3 tiến 3 ăn mã và bắt hai pháo luôn. mà đã lỏng lỏng mã này thì làm cho cái cặp xe pháo ở cánh trái lại sẽ bị cô ấy. Vâng. Thế cho nên là quân không muốn đổi quân như vậy. Như vậy cặp đấu cuối cùng ở bảng A ở vòng 1 là Trần Cẩm Long và Nguyễn Hoàng Tuấn đã kết thúc với kết quả hòa. Như vậy đây sẽ cũng là ván đấu hòa duy nhất ở trong vòng đầu tiên. Chào Nguyễn Bảo nhá, Nguyễn Bảo lại trêu chị Liêm rồi. Chị Liêm có phải là con gái lớn của anh Quân không? Vâng, cảm ơn Danh Phạm. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Hà Thật Quyền chia sẻ thông tin. Và có thể nói rằng là anh Cẩm Long này cũng có lực cờ rất hay và anh cũng đã lọt vào vòng chung kết của chúng ta. Mặc dù anh cũng là một kỳ thủ phong trào đúng không anh? Dạ. Đấy. Không, anh Cẩm Long cũng từng thi đấu chuyên nghiệp đấy, đang từng thi đấu ở giải quốc gia. Nhưng hiện nay thì anh ấy không thi đấu nữa thôi, chứ còn anh ấy từng là kỳ thủ số 1 của Khánh Hòa và một trong những kỳ thủ hàng đầu của khu vực miền Trung đấy. Chào bạn Trần Thanh Trúc nhé. À đúng rồi bạn, anh Nguyễn Đức Thái cũng được vào vòng chung kết toàn quốc bạn à. Vâng, như vậy là đúng như tôi lo ngại rồi, con pháo của anh Bảo đã vật lên con tốt của anh Quân rồi. Bây giờ nếu như bình pháo mời đổi xe thì lại là cái cánh này sẽ lại là cánh yếu. Đấy. Chúng ta để ý rằng là bốn quân mạnh của bên đỏ đang tập trung vào tấn công ở cánh trái của bên đen đây. Bây giờ nếu chơi pháo 8 bình 9 thì người ta sẽ ăn xe. Và lúc đấy là cánh này sẽ rất yếu, thành ra không thể đổi được. Anh Quân vừa chơi binh 3 tiến 1. Vậy là tốt 3 tiếng 1, nếu mà tốt 7 ăn qua thì sao anh? Vâng, nếu tốt 7 ăn qua. Tốt 7 ăn thì sao? Tôi đang thử thử suy tính xem là nếu Chạy tốt xe 7 2 ăn thì tiếng, có vấn định đề xe gì 2 tiếng không. 7 à? Chắc định xe cắm để cản tượng, đúng không anh? Nếu chuyển xe ăn qua thì lúc đó mới đấu xe. Vâng, không biết có phải không? Hồi hộp quá. À, hồi hộp quá. Và có thể tôi cảm nhận được sự hồi hộp của Nguyễn Phi Liêm. Vâng, xin chào bạn Thanh Trường, xin chào bạn Lê Trung. Vâng, chào Xin mừng các bạn đến chào, kênh ạ. chào bạn Lê Trung, chào bạn Thanh Trường nhé. Đấy, cá nhân em thì nghĩ vậy thôi. Chắc là nếu tốt 7 thì tiến xe 2 tấn 7, sau đó xe 2 bình 4. Đấy, đe dọa đánh vào con tượng 7. Còn nếu xe ăn qua thì lúc đó pháo 8 bình 9 được. Vì bây giờ mà đi pháo 8 bình 9 luôn á, như anh Bình nói là ăn xong thì có thể là xe 3 tiến 2 đánh vào tốt đầu. Đúng rồi. Và Cánh cũng đấy là sẽ rất thua. là nguy hiểm đấy. Sẽ bị khai thác y như cái trận Lê Thành Lợi. Vâng, như vậy là không ăn tốt lên mà cũng không ăn xe qua mà giật pháo về bắt tốt. Nếu ăn tốt 3 xuống thì Nếu ăn tốt sẽ xuống sẽ bình xe bắt mã bắt và mã ăn trở lại. mã lên lên tốt. Vâng. Bây giờ rẽ tốt được không? Rẽ tốt vẫn chạy qua bắt mã anh nhỉ? Ăn rồi. Đấy, chạy xe sang bắt mã.
Liệu có tiến mã bắt xe? Bây giờ chắc là phải nhảy mã lên đuổi xe rồi. Nhảy mã đuổi xe là chạy pháo 1 bình 2 cũng được. Pháo 1 bình 2 đấy. Pháo nước pháo này của Thành Bảo cũng đang chờ ấy. Bây giờ khả năng pháo 1 bình 2 giống như Phi Liêm phân tích. Vâng, xin chào bạn Đinh Mạnh. Chào Nguyễn Văn Anh nhá, anh TikTok. Xin chào Đặng Mai. Chào bạn Nguyễn Đức Hoài. Chị Liêm chấp được Hà nhóm 2 tiên không? Vâng, như vậy vậy là anh Bảo không muốn đổi pháo mà chơi xe 1 xe 2 bình 4. Con pháo này để rình rập tấn công ở cánh trái đây. Cho nên là không muốn đổi, nó bị đơn giản đi. Và lăng mã sang rồi. À, bên đỏ bắt đầu phát động cuộc tấn công các bạn. Vâng, xin chào bạn Tuệ Nguyễn, chào mừng bạn đến kênh ạ. Vâng. Cảm ơn Hoàng Lợi đã có góp ý này, ghi điểm cho cái người đạt được. Vâng, đây là ván 2 rồi. Nên chắc là mình nhờ bộ phận kỹ thuật đúng không ạ? Vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật ghi thêm điểm số. Vâng. Mỗi ghi thủ hiện nay có 1 điểm. Nguyễn Anh Quân 1 và Nguyễn Thành Bảo 1. Sau mỗi ván đấu thì chúng ta sẽ cập nhật điểm số và ghi lên để cho các khán giả dễ theo dõi. Bởi vì đây là vòng đấu bảng và đang thi đấu theo hình thức là vòng tròn tính điểm. Vâng, bạn Nguyễn Công nói là yêu mến cả hai kỳ thủ nên mong cả hai đều sẽ chiến đấu hết mình. Ai cũng xứng đáng giành chiến thắng. Xin chào bạn Phú, A Phú. Đội bên đã đổi một pháo và hình cờ tới giờ này theo tôi là Nguyễn Anh Quân cũng có ưu thế nhưng mà không lớn các bạn ạ. Không, chưa phải là lớn để mà gây nguy hiểm nhiều cho bên đen. Anh Bảo đang có ưu thế chưa anh? À, Nguyễn Thành Bảo có ưu thế, xin lỗi. Bên đỏ đang có hay ưu thế. Hay quá nhờ anh mình. Nói là cho Liêm mừng mừng hụt. Vâng, nâng pháo lên đang dọa chém tượng đây. Dọa chém tượng. Vâng, lên tốt rồi. Tiếp tục bắt mã. Bây giờ chạy mã thôi. Anh Bảo đang chạy thì gì thoái 8. Thoái à, 7. Nguyễn Thành Bảo có ưu thế, xin lỗi. Bên đỏ đang có ưu thế. Hay quá. Nếu mà thoái 7 thì lại sẽ chạy xe bình 3 bắt đây. Thế lại nhảy lên tiến 9 rồi. Nhảy 9. Nhảy 9 lại chạy xe bình 2. Xe bình 2 vâng, chuyển vậy là giữ. Chuyển xe sang giữ rồi. Chuyển sang giữ thì bây giờ khó ôn xe. Em nghĩ cờ này đang chuẩn bị pháo 1 bình 5 này. Pháo 1 bình 5. Pháo 1 bình 5. Đấy. Vâng, xe thoái 1. Lép dần đều. Với việc là kém hai con tốt. Vâng, việc phải đi hậu trước một kỳ thủ nổi tiếng công sát như Nguyễn Thành Bảo cũng là một cái điều bất lợi đối với Nguyễn Anh Quân. À, và hình cờ này thì Bảo đã giành được ưu thế rõ ràng hơn một chút khi mà ăn được tốt đầu. Có pháo đầu đóng chặt rồi. Cảm ơn bạn Bình Ngô. Mặc bộ đồ vương víu quá. Không sao đâu, họ rất là thoải mái các bạn. Trời đang rất là mát. Hiện nay ở miền Bắc hiện nay là trời đang rất đẹp nhé. Nhiệt độ khoảng độ 22, 23 độ. 23, 24 độ gì đấy thôi, rất là mát. Bạn có vấn đề gì đâu bạn Lê Anh Tú. Lê Anh Tú.
Vâng, quân bún biệt danh là quân bún, là tức là dẻo như bún đấy các bạn. Đấy, cùng xem là bún đỡ dẻo như nào nhá. Pháo 8 tiến 1. Dạ vâng, em xin chào anh Bình Ngô ạ. Vâng, chúc hai bình luận viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ vâng, chúc Phi Liêm vui vẻ. À, xin chào Lê Trung, chào Lê Anh Tú, xin chào bạn Nguyễn Trọng Bằng. Xin chào bạn Ô hay Ô ạ. Chào bạn Nguyễn Trọng Bằng. Và xin chào KGB, hai cao thủ gặp nhau sớm quá. Thực ra đánh vòng tròn đấy bạn, thì 6 người sẽ gặp nhau thôi. Chỉ là ván mấy thôi. Tuy nhiên là anh Quân mà có thua anh bảo ván này thì anh Quân vẫn có cơ hội nếu như mà thi đấu tốt ở các ván sau anh Bình nhỉ. Có thể là anh bảo nhất mà anh Quân nhì được À. chẳng hạn là tranh ngôi vị nhì, tại vì mỗi bảng sẽ lấy 2 người. Cũng chưa biết là có thua hay không mà chỉ là kém thế thôi. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của Nguyễn Anh Quân. Vấn đề hiện nay là cần kém cả thời gian cũng khá nhiều rồi đây. Chào Lê Anh Tú nhé. Thực ra các bạn cũng phải thông cảm thế này này. Để làm một cái chương trình như thế này thì có cả một ekip luôn luôn phải tận tận tâm và làm việc rất là chăm chỉ vất vả đấy. Thế nên có những lúc một vài phút cái mạng hay là làm sao đấy thì mong các bạn thông cảm. Mạng có vấn đề gì đâu, vẫn Đấy, đang xem bình và thường mà. vâng, còn hiện tại thì chúng tôi vẫn đang xem bình thường nhưng mà bạn Lê Anh Tú thì bảo là lag này, Thế các dữ liệu bạn máy kiểm lag tra lại choáng này. mạng của các bạn ấy, có khi chính là mạng ở nhà mình hay là ở chỗ nào ấy. Chúng tôi đang xem bình thường. Quay à? Vâng. Và nếu có thì các bạn cũng mong các bạn thông cảm 1-2 phút để có thể kịp thời sửa chữa và hoàn thiện. Mạng ở chỗ máy quay à? Bây giờ có khi phải gọi điện cho anh. Vâng, Phi Liêm nói các bạn có nghe thấy không ạ? Ở đây mình xem là do cái đấy truyền về đây thì mình xem được như này, chứ còn không đấy, đây không đẩy lên được. À, vừa rồi có một cái trục trặc về đường truyền ở khu vực thi đấu. Xin thành thật cáo lỗi với các bạn. Xin chào bạn Dũng Trịnh. Vâng, xin chào Dũng Trịnh, xin chào Trường Thịnh, chào Nguyễn Quang Huy. Vâng, vẫn hay, chưa có gì thay đổi cả các bạn ạ. Vẫn tình thế vẫn như vậy thôi. Chỉ khác là vị quân một chút thôi. Vâng, cảm ơn Hưng Đỗ nhé. Hoa thơm trải giữa nắng vàng, Thái Nguyên xanh biếc, biển hồ mênh mang. Hai anh so đọ nội công, long tranh hổ đấu, xứng danh anh hùng. Cảm ơn Hưng Đỗ đã có 4 câu thơ rất hay. Xin chào Thu Đỗ, xin chào Lê Sĩ Thương. Được rồi đây.
Vâng, như vậy là mã 9 tiến 7. Pháo vật sang mã rồi. Ồ, thế mất cây à anh? Vâng, quân 4. Cảm giác là có một nước sót của Nguyễn Anh Quân thì phải các bạn ạ. Sót luôn, nhảy lên thì bị pháo vật ra, bắt xe luôn, thua rồi. Chắc là đi vội và để sót nước. Vâng. Vâng, đúng là đối đầu với Nguyễn Thành Bảo luôn luôn là một cái điều cực kỳ khó khăn với mọi kỳ thủ. Không chỉ các kỳ thủ phong trào mà ngay cả các kiện tướng quốc gia như Nguyễn Anh Quân khi gặp Nguyễn Thành Bảo gặp tình huống khó khăn là cũng có thể đi phải nước yếu, nước sót ngay lập tức. Đấy, trong tình huống vừa rồi là Quân bốn tưởng rằng là có thể bắt lại Quân. Thế nhưng mà không phải, chỉ nhìn thoáng qua thôi, bị cảm giác đánh lừa các bạn. Vâng, bây giờ nhiệm vụ của Quân là phải cố gắng đánh hòa đây. Ăn nốt tốt biên và đổi thêm, đổi hết Quân à? Liệu có làm được không lại là một câu chuyện khác. Dạ. À, xin chào bạn Hoàng Gia Phát nhé, lại Lưu Huynh không tham gia giải này bạn ạ. Đại Lý Huynh thì không tham gia từ vòng chung kết miền Nam. Đại Lý Huynh được đặt cách nhưng mà không tham dự. Cho nên là Đại Lý Huynh sẽ không có mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Hy vọng là năm sau thì chúng ta sẽ được chứng kiến Đại Lý Huynh tham gia sân chơi chạm cờ. Vâng, xin chào bạn Đào Duy. Giải đấu đang diễn ra ở khu du lịch Sen Hồ Thái Nguyên bạn nhé. Mạng lát khiến anh Quân sót nước à? Nguy hiểm quá. Nếu mà đúng như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi, cái duyên. Vâng, đang bắt mã này, không biết chạy mã đâu này. Thoái mã về đâm chiếu à? Đúng rồi. Và thua rồi. Xe cũng không thể xe không giật bảo được. Vệ mã được. Xe 5 tiến 1 đúng không anh? Xe 5 tiến 1. Đấy, vâng, còn nước xe 5 tiến 1. Xe 5 tiến 1 đi mạng 4 tiến 3 cũng thua. Vâng, thoái về thì lấy mã ăn vào mã là xong rồi. Thua rồi các bạn. Vâng, mạng 4 tiến 2 ăn là xong rồi. Vâng, anh Quân thua rồi. Vâng. Đâm chiếu. Đã bắt tướng đâu, Quân còn đợi phải ăn tướng của Quân đã. Không, còn không nhìn ra ấy. Hình như là ăn xong anh vào và là nhấn chiếu đấy. Vâng, rất là tiếc cho Nguyễn Anh Quân. Vâng. Nhưng mà với việc đi sau trước Nguyễn Thành Bảo thì việc để thua thì cũng không phải là điều quá đáng ngạc nhiên. Vâng. Tuy nhiên Nguyễn Anh Quân vẫn còn nguyên cơ hội nha các bạn nhé. Quân đã thắng ở ván 1 và thua duy nhất là Nguyễn Thành Bảo thôi. Còn đến ở bảng này còn sẽ Quân sẽ còn lần lượt gặp 3 kỳ thủ khác nữa cơ. Vâng. Em xin chào anh Lê Thanh Hiếu ạ. Vâng, người anh em thân thiết của anh Quân đến cổ vũ rồi. Tuy nhiên anh chỉ thốt ra được 2 chữ toi rồi. Vâng, rất tiếc. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi ván đấu giữa đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo, người cầm quân đỏ đi trước, và kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân. Trong ván đấu vừa rồi thì Nguyễn Anh Quân đã bắt đầu lép từ giai đoạn cuối khai cuộc, và bắt đầu từ trung cuộc thì Nguyễn Thành Bảo với việc là đường cờ công sát và rất là giỏi trong cái việc là khuếch đại ưu thế.